tôi không cần lại cần quỳ ngồi đâu, cũng sửa thầy vậy thì mới mau. Chí hiền tâm đức tôi chùi lao, gia công lọc kỹ thì tao ra vàng. Mình lọc kỹ của mình á, thân mình á, chứ mình không lọc ai được hết. Ai ai cứ nấy xét mình, nếu còn tánh xấu thì mình ghim ra ngoài vậy đó cháu. Mình đưa ra ngoài hết, mình đem cái tánh thiện hiền lành mình đem về. Bởi vì cái lời nói mình nó cũng độc lắm đó. Gắn lên anh em huynh đệ đồng đạo ơi, cái khẩu nghiệp mình đó, nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi thì có hốt bài nào. Tục gần là thân mình còn tục nè, tục gần lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng mà đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng kinh thương ghét thường do nơi cái mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cắt lên hoặc tan thì nghiệp hoặc tan cửa nhà. Lời nói mà dễ phá hoài ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh. Nói tổn đức nó sanh ra thù quán, nói chia lìa nói tiếng chưa chua thì là nhất định phải chừa, dù ai cài lửa mà không thưa không thưa thốt lời. Cho nên đó anh trước là cái hạnh của Thích Ca đó chú Năm thì có rất là nhiều cái điều trùng hợp, ví dụ như có rất là nhiều cái điều trùng hợp thì thầy đi là dẫm gai nè ha, rồi hai người áo trắng là xích xẹt, cái nhất cái thứ hai nữa là có chiếc lá rơi nè, rồi bốn là thầy ngộ giống y thằng A Nan nè. Số năm là thầy trong tăng đoàn mắt sẽ có một cái người mắt nè, và cái điều cuối cùng đó là thầy hậu ngộ về sau tám lần gia đình nha. Theo như chú thì chú nghĩ thì có xem bộ phim Thích Ca Mâu Ni ngày xưa thì anh em đồng đạo sẽ biết nó trùng hợp, nó quá trùng hợp đó. Thì lúc đập gai thì trong bộ phim cũng có đập gai đó, mà chút lúc về nhà thăm cũng có về nhà thăm mà có xuất hiện một cái huynh mà trắng trắng mà giống A Nan đó, nó cũng có luôn. Còn có hai người áo trắng lại khóa là cũng có luôn đó, nó trùng hợp nó. Rồi một chiếc lá rơi là xuống ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, thì ngày nay cũng có cái lá bồ đề, cái lá cây rớt xuống ngay tăng chỗ là cái dài của ngày Sư Minh Tệ, nó quá trùng hợp luôn đó anh em. Thì cho nên tất cả anh em chúng ta phải gắng mà cố lên. Thì trong cái thời kỳ hạn hán mật pháp này có một vị thánh nhân ra đời ở nước Việt Nam mình, nó quá quý rồi. Sủ Dần Thức Thánh tại nơi Nam Kỳ, nó ngày ra trước rồi đó, ngày đại trình cũng như gọi là đang tỏ sáng hào quang. Cái hào quang đó là cái gì, là không phải phép là cái gì, hào quang gọi là tất cả anh em huynh đệ những người con của Phật đã biết ngài là chân chánh, ai cũng kể lại người quỳ dâng cơm dồi nước cho đến ngài để cầu xin ngài để ăn được bữa cơm, để cho người ta được chúc phước á. À, là cái gì cháu thấy không, chưa từng thấy hồi đó giờ chưa từng thấy. Dạ chưa từng thấy thì chú gần 60 tuổi đầu chứ chưa từng thấy, mới thấy là lần đầu tiên luôn, là ngày Sư Minh Tệ. Còn ngày xưa thì Đức Phật với thầy ra đời thì mình chưa có sanh ra. Dạ. Chỉ có nghe kinh giảng thôi, rồi mình đọc qua thì mình cũng hiểu được một số việc của Phật đã nói, mà hiện tượng giờ ở cổ trần nó đã lộ ra hết rồi đó. Dạ. Thì thầy chú Năm bây giờ còn đóng góp ý kiến nha. Thì như vậy nè, vì sao mà ông Sư Minh Tệ ổng là mặt người thường, ổng chỉ đi ổng cầm nồi cơm thôi, mà biết bao nhiêu con người ta ngàn ngàn người mà đều hướng mắt về theo dõi ổng là cái nhất. Cái thứ hai nữa là người ta đi cũng có quỳ lại ổng nữa, mà lý do như thế nào chúng ta có thể nào theo cái đó. Bây giờ theo như xã hội thì thôi chú nói luôn, cái quyền gì thì không ai hiểu được đâu. Dạ. Nó khó hiểu lắm. Đúng rồi. Cho nên tại sao biết bao nhiêu cái nồi nào không lấy mà lấy cái nồi cơm điện. Dạ. Thì cho nên ngày đó, mong mỏi sao cho bá gia bá tánh được đầy cơm là no ấm, nó để có cơm có gạo ăn để sống. Ngày á là ngày mới lấy cái nồi cơm điện ngày đi, chứ thiếu gì nồi đúng không? Dạ. Đủ chứ cái nhà đó. Ngày ra đi cắt thịt vậy đó, có một người dưng cái bát vàng á. Dạ. Ngài đâu có nhận đâu. Dạ. Ngài đâu có lấy ra, cũng còn ăn tiền của gì đó đâu. Buông xả tất cả là không. Nó buông hết trơn luôn rồi. Cái thân xác của ngài mà ngài còn không kể nữa mà. Dạ. Nó anh em huynh đệ ra cái lại dám nghĩa địa ngủ giống ngài huynh đệ không? Còn ngủ nhà quan rồi dám ngủ không? Dạ. Chỗ nào nói linh thiêng là có ngài thì tới ngủ rồi. Đó, anh em có dám luôn, không bao giờ. Chỉ có ngài Sư Minh Tệ là ở núi Việt Nam mình, từ ngày mà Phật với thầy vắng bóng rồi đó, rồi là Sư Minh Tệ này ra đời để cứu cái đời hạ quân mà kiếp này nè, để cho những người sai lầm lạc lối để quay trở về con đường hướng thiện đó, tránh những điều độc ác, để quyết rửa tấm lòng cho trong sạch,
Đăng lập hội Long Hoa tới đây, đăng mà được để mà dự hội đó. Cho nên ai mà biết sớm ăn năn, hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp giùm Phật với thầy, không bỏ người nào hết. Cho nên để xin minh tệ ra đời đó, để trấn hưng nền Phật pháp cho nó rõ ràng gì đó, cho nó chừng mực. Chứ Phật thì không có chùa cao cửa rộng hết. Đây là lời Phật nói nè: cùng thời quê ngữ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am chỉ này. Ông đâu có ở trong chùa rồi có cái tổ đình không đó, thấy không? Còn quê của Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa thì ông ở cái mấy chuyện, ông che cái chòi lá ông ở đó, thấy chưa? Cho nên Phật ông sợ chùa lắm. Đi vô chùa trong đó nó đủ thứ chân á, nó gầy gà đủ các thứ chân á, quá phức tạp, nó phức tạp quá. Cho nên Phật đâu có dám ở chùa đâu. Cho nên ngài Siêu Minh Tuệ mới tìm ra được cái hạnh đức của Đức Phật ngày xưa, rồi cái ngài mới hành theo. Ngày nay đúng cái giờ năm tình mới tỏ sáng hào quang đó, không phải phép tắc gì. Cái hào quang đó gọi là khắp cả năm châu nhìn vô cái hạnh 13 hạnh đầu đà đó mà tỏ sáng đó, anh em huynh đệ đó. Thì anh em huynh đệ thấy không, chứ thật sự không ai làm được. Tôi nói đạo tôi nói hay lắm đó. Yeah. Mà tôi đi chỉ bằng hột cát nhỏ thì với ngón giò của ngài thôi đó. Yeah. Trong mình không có 1.000 đồng bạc, ai làm được không? Nói cháu nghĩ đi. Yeah. Đó. Không ai làm được. Mà ngài sống 6-7 năm nay, ngài vô cái hạnh đầu đà rồi, trong mình không có ngàn nào. Đó. Ngài sống thấy không? Bình thường. Đi ăn cơm ngài có mũi một, cho nữa không lấy, không nhận. Vậy thì ta không cái lòng tham ta dẹp rồi. Cho nên cái ngài bây giờ đã diệt hết trơn rồi, ngài quá khỏe rồi, ngài đã trao tâm luyện tánh cho mình hết rồi. Tánh kia thành kiến vĩ tình chùa lao, ngài đã lao chùi xong hết rồi, ngài xuống đường mà vào lúc năm thìn mới được. Chứ mấy năm trước có thấy rõ ràng không, đâu có ai quay ra gì đâu, mà tại sao năm thìn này lộ ra, nó gồng đà lố bóng mà đã vàng biết nhau đó, là những dân chúng anh em huynh đệ đồng đạo đó để nhìn được thấy Minh Tuệ là gọi là cái người chân chánh tu theo hạnh đầu đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà bây giờ cả nước ngoài lan truyền mà bây giờ đó nó dữ dội vậy đó. Vậy đó cháu. Dạ thì trước cho con hỏi nha, thì bây giờ như vậy nè, thì trước đó là cái năm năm thành thì bắt đầu mới lộ nha, thì có những cái vị sư đó đó, trước đó thì giảng pháp đó, thì không ai bắt đầu hết trơn á, nhưng mà từ lúc mà sư bên tại sư ra đó thì bắt đầu là người ta làm giống như là cho thức tỉnh những vị sư. Thì có nhiều người mà thuyết pháp bây giờ đó là lúc trước là không có ai mà dám cận, bây giờ là có nhiều người trên mạng người ta tỉnh ngộ rồi đó. Chú Năm thấy không? Đi cái chơi trời mà, cái chơi trời đi rồi, đặng cho anh em quân đồng đại đồng đạo để biết cái người chánh người tà để ta hiểu rõ đó. Cơ trời báo ứng nhận tiền khắp trong thiên hạ mà đảo quyền từ đây, nó để thay đổi cái cuộc sống vậy, để con biết ai chánh ai tà, ai thiện ai ác đều rõ trong cái năm thìn này, không còn đợi năm nào nữa, để rõ trong có cái năm thìn này để Phật lập đời mà. Dạ. Ừ. Như trước thì cũng có người nấu, nhưng mà giống như là nói không có ứng nghiệm, nhưng mà bây giờ đó thì có rất là nhiều mới, thì không có nghĩa là giống như phần lớn số đông mà bây giờ là người ta tu nhà ta cũng phải thấy nó là ở em sư ở trong chùa mà đi giảng pháp mà nói chuyện nó không có cái chuyện đời, nó chuyện rất là kỳ cục đó. Thì mấy chuyện đó thì mình không nói. Yeah. Tại vì thầy không nói chuyện người chó móc chó môi hãy treo gương thiện, mà sau đấy mình thì đồng đạo người ta biết, anh em người ta biết, người ta gõ, ta nhìn, ta nghe, ta nghe trong chùa ta giảng pháp thì ta biết rồi. Chứ chú Năm thì không có nói tới mấy cái vụ đó được. Chú Năm biết hết trơn, nhìn là biết vua ngắn biết trang rồi. Ai làm gì ta làm chuyện của người ta. Nhưng mà bây giờ là giống như là dân lệnh bây giờ là nó đang quay chiều, có nghĩa là bây giờ là ta đã giác ngộ quá. Giống như là người ta mới tỉnh đó. Đúng rồi, thì ngày ra đời nếu mà ai tỉnh thì được, trở về dự hội Long Hoa không được thì ca ma thôi, cái đó là cũng là anh em mình thôi. Làng gần cho đến tỉnh xa lúc xưa cũng phải ruột rà với nhau mà, thấy không? Bây giờ điều thứ 8 bây giờ tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha đi dìu dắt với nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ chọn lành chọn sáng được về cõi Tây Phương học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh đó. Điều thứ 8 này mà mình không thương yêu nhau mà mình đi cúng lại giấc chiều rồi hàng ngày mình chỉ lộn ai chứng mình đây mấy cháu, đúng không? Chú Năm nói đúng không? Không ai chứng một người nào chứ. Bởi vì thầy nói đó, bước vào chùa thì gặp Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé, thấy chưa? Thấy quyền quý nó hay dựa mé đặng bợ bưng những kẻ ông trùng.
thì bây giờ đó, Phật nói sao thì mình chỉ nhắc lại thôi, mình không có nói ai hết. Nếu ai có chặt thì sai sửa. Thì đó thì thầy cũng có nói trong cái lời của Phật nói trong cuốn Thi Văn Giáo Lý đó. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da mà có chất trong thời mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng làm điều vô thế chương đạo màu. Đây là mình chỉ nói lại của lời của thầy của Phật thôi. Đó, nếu mà anh em huynh đệ chú bác nào có sai chặt thì mình cứ chỉnh sửa, Phật tha thứ hết. Biết sai mà sửa thì Phật với thầy đã cứu em về để dự hội Long Hoa thôi. Sợ mà biết sai mà không sửa đó chứ, khổ lắm. Nhưng mà chúng làm thì còn hỏi em nữa nha. Bây giờ thì có những cái bài sư cô mà con cũng không có biết là tên gì, nhưng mà phải nói gì nè, có nghĩa là mình không phê phán, nhưng mà mình đến đây cho cộng đồng nghe là phải nói gì nè. Đừng có đi vô chùa thì đốt nhang, tại vì đốt nhang là sẽ bị ung thư đó, là cái câu quả đó. Cái này là con chỉ nhắc lại thôi, cái nhất này. Cái thứ hai là đừng có cúng bông hoa cho nó, tại vì cúng ngày mai cũng bỏ, ngày mai cũng bỏ à đó. Rồi nó là chỉ đi vô chùa thì coi như là có thương cô thì cúng tiền thôi chứ đừng cúng gì hết đó. Như vậy là có đúng hay là sai thì cái đó, cái chuyện đó cô nói. Bây giờ chú Tâm mình không dám nói ai. Thì bây giờ trong cái kinh sách, trong cái Thi Văn Giáo Lý của thầy, đến với ta chớ đem đồ cúng, thấy không, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, Phật cũng không cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng mà tự lòng hối nộ, hối ngộ. Là ông kêu mình giác ngộ đi, để mình tỉnh đi, mình làm hiền giống thầy đi, chứ không cần trần trà quả hương nồng gì hết. Đây là lời trong Thi Văn Giáo Lý của Phật đó. Thì anh em tôi nói gì đó thì anh em gặp Thi Văn Giáo Lý à, biết liền à. Cho nên cổ nói gì đó là chuyện của cổ, chứ vô mà Bủ Sơn Kỳ Hương là thiệt luôn à. Bủ Ngọc Giảng Lai Gõ Đạo Màu, Sơn Tầm Hạnh Tích Nẻo Cao Sâu, Kỳ Giả Nhất Tâm Tầm Đạo Lý. Hương nè, thiệt. Hương là bỏ đó, thiệt là bỏ đó. Đăng là đèn, lui bãi phục cầu. Chỗ này là thầy không kêu mình trở về nội tâm. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, còn mấy tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì thỏa ngộ đạo màu. Tu đó thì bây giờ mình lặng tâm đi rồi mình sẽ hiểu được cái cơ quyền của Phật. Còn theo như cô này nói cũng đúng đi, để đồng nhân mà ví dụ giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khổ lâm còn hơn đúc chuông đồng một bự. Cổ nói vậy mà mình cúng tiền cho cổ mà cổ làm phước gian á, là cổ có phước mà cổ mà giữ riêng á thì cổ mang tội. Đó là hưởng, là cái cổ đó cổ chịu thôi. Còn cái người dân thường người ta đâu có biết đâu, ta chỉ biết đem đồng ngăn lại đến chùa để cúng. Vậy chứ Đức Phật Thích Ca ngày xưa đâu có cái nhang nào đâu, mà hiện giờ sư huynh tại tu đó, anh em đồng đạo có cái nhang nào đâu, mà sao ta quỳ ta lại ngày, thấy ghê không? Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng có nhang đèn. Cho nên nó tới cái lúc này á, thầy mình ra đời là để cái nhang nó làm gì, để mình biết cái ngày giờ cúng rồi. Nếu mình cúng xong mình lại xong mình hành theo bóp thì khỏi nhang thật thiệt luôn. Vậy đó, hàng ngày cứ mình giữ cái hiền đó. Tu không cần lại cần quỳ ngồi đâu, cũng sửa thầy vậy thì mới mau. Chí hiền tâm đức rồi chùa lao, ra công lọc kỹ thì tao ra vàng. Mình lọc kỹ của mình á, thân mình á, chứ mình không lọc ai được hết. Ai cứ nói xét mình, nếu còn tánh xấu thì mình ghim ra ngoài vậy đó cháu. Mình đưa ra ngoài hết, mình đem cái tánh thiện hiền lành mình đem về. Bởi vì cái lời nói mình nó cũng độc lắm đó. Gán lên anh em huynh đệ đồng đạo ơi, cái khẩu nghiệp mình đó, nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi thì có hốt bài nào. Tục gần là thân mình còn tục nè, tục gần lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng mà đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng kinh thương ghét thường do nơi cái mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên hoặc tan thì nghiệp, hoặc tan cửa nhà. Lời nói mà dễ phá hoài ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh. Nói tổn đức cứ sanh ra thù quán, nói chia lìa nói tiếng chua chua thì là nhất định phải chừa, dù ai cài lưỡi mà không thưa thốt lời. Cho nên anh em chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, thiện thì thường có bước dư, phần tích ác quả đương đeo đắng. Mình đem cái quả tới cho người ta thì mai mình trả liền, tại vì thầy ổng nói rõ ràng. Đây thầy nói nè, lực nhân quả thật là câu diễn suốt câu kim chẳng lọt một ai. Mình gây ra mình có quả tới liền đó. Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhẫn tiền đó, thấy chưa, rõ ràng hết trơn đó. Bây giờ anh em cứ dành trên đồng mạng đi, cái cô nào mà khi dễ Minh Tệ nói nặng Minh Tệ thì có qua vừa xong thì có qua ngày sau bắt đầu tới là liên tục luôn đó. Cô đó khỏi ăn cơm nữa,
nó tôi nói để anh em nhìn coi có không, có trơn cháu không có xe luôn, chữ mà tối lửa tắt đèn luôn. Không có gì. Còn thấy là có nhiều người nói về sư hiện tại là coi như là ai cũng nói chung là ổng là không biết, nhưng mà bên ông sư là coi như là nói là thiếu điều là coi như là muốn khóc luôn các người, cái người mà nói xấu là ta muốn hồi tâm chuyển ý luôn đó. Rồi bây giờ mấy người mất tiêu luôn á, không già không thấy nữa đó. Ở từ ngày sư hiện tại ngày ba tây tháng sáu mấy người đó bây giờ mất tiêu luôn á. Bây giờ ngày sư Minh Trại ra cắt tật lại đó, dạ. Thì ai cũng đồn ngày đủ thứ hết trơn á, mà nói chưa có thấy tánh kiến. Cái tánh kiến là mình thấy mình đã nói, dạ. Mà chưa có gì trơn nói bậy bạ không. Bây giờ đúng ngày là ngày 11 tây nè, hôm qua 10 tây là ngày đi cắt tật buổi chiều rồi đó, dạ. Ngày nay ngày cũng đi nữa nè, dạ. Anh em ta đưa lên đó, ngày không có gì trơn á, ngày bình thường, dạ. Công an mời ngày cũng như giải dây cho ngày, quá đông đảo đó rồi, cho nên rồi cũng như mà ngày về đó để làm lăn tay, làm chụp hình giấy chứng minh căn cước nhân dân đó, để cho ngài đi được trong cái hộ trì trong cái thời khắc tịch của ngài đó, đi tới tỉnh này tỉnh nọ không ai để gần một ngày vậy đó. Rồi tới ngày có cái gì đâu mà ăn cộm chớp gì, ngày giờ không có gì chứ, chỉ có cái nồi cơm điện không đó quý đồng đạo, với mấy giải mà nói lại để bạn cho mình, ngày đâu có gì đâu. Mà nửa tháng á, mà ngộ nghe nửa tháng ngày mới tắm lần, mà tại sao ngày thơm mấy mâm bấm quay vòng vòng lại ngày đó, yeah. Thấy không, bởi vì ngày đó tu đạt rồi đó các vị, nghe không, đây là lời của thầy nói nghe, yeah. Đây là lời của Phật nói đó, tu cầu cho đạt ngũ hương đó, ngài đã đạt ngũ hương rồi đó, quay gom trí huệ mà mai dương hải hùng, là mai dương trong thân của ngài đó, nó hải hùng ngài, nó gặp ngài nó sợ lắm, yeah. Cái người bình thường đi cũng quý trang sao dám ngủ, không phải giỡn đâu thầy. Đó, bởi vì ngài cho nên là ngài không sợ ai hết trơn á, mà ngài không hại ai, mà ngài cũng không sợ ai hết trơn á, vậy đó. Thôi trước hết tôi cũng viết lời, tôi cũng cầu chúc cho đồng đạo anh em huynh đệ và cô bác và tất cả trong nước ngoài nước, nếu ai nghe được mấy cái clip của cháu đưa lên thì hãy hồi tâm chuyển hướng lại, bỏ dữ trở về lành, đang để mình quay đầu hướng thiện đó là 100% luôn. Đang tới ngày lập hội Long Hoa có mặt anh em đầy đủ đó, đó. Bởi vì gắng lên anh em huynh đệ ơi, đó, bây giờ cái sở người tài hiền lương đến nội cũng cày một bên đó. Tôi đây nhắc nhở cho anh em nó quá rõ vào năm tình rồi đó, năm 24 là lúc đến thời rung chuyển trời đất đổi hồn nhân gian đó. Nó chúng sanh thế giới lần lượt bước tự địa năm châu thay tất chồng, ta đây thượng đế thì chỉ kỹ ấn chỉ liền ngay đúng năm tình. Hai cái đoạn này anh em hãy nhớ chữ kỹ, nằm lặng tâm đi trong năm 24 này nha, gắng cố lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn chú Nam.